ảnh hưởng thời tiết sang bị khô, mỗi chiều ô nhiễm hay nổi mụn. Nóng trong người, khô môi, nóng trong người, nóng nực, ăn không ngon, mệt mỏi, ngủ không yên. Nóng trong người, yeah, 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 yeah. Nóng trong người, uống trà giấc tự thay, uống trà thảo mộc giấc tự thay. Trà đốt tơ thanh với 9 loại thảo mộc quý, giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc cơ thể. Trà thảo mộc giấc tự thay, thanh lọc cơ thể, cầu đời nâng.